Trong thời gian qua, thế giới bóng rổ và showbiz đã giao thoa khi ngôi sao Thăng Long Warriors là Justin Yeung đã góp mặt trong chương trình truyền hình nổi tiếng Người ấy là ai. Tuy nhiên, không chỉ riêng Justin Yeung mà có vẻ như Đinh Thanh Tâm, một ngôi sao khác trong làng bóng rổ Việt Nam cũng góp mặt. Tuy nhiên, điểm nhấn chính nằm ở việc tập Người ấy là ai có mặt Tâm Đinh vẫn chưa được phát sóng, trong khi tập của Justin Yeung đã lên sóng được air cách đây khoảng 10 ngày. Tâm Đinh đã chính thức chia sẻ về vụ việc này, hé lộ lý do từ phía chương trình về việc tập phát sóng của anh đã bị hủy. Theo đó, ngôi sao Cần Thơ Catfish cũng như đội tuyển bóng rổ Việt Nam nói rằng chương trình đã đánh mất toàn bộ tư liệu quay của buổi ghi hình của Tâm Đinh. Tham gia Người ấy là ai là một trải nghiệm rất bất ngờ, thú vị và rất nhiều niềm vui. Ngôi sao của Cần Thơ Catfish đã có khoảng thời gian rất tuyệt vời với các khách mời. Và đáng xem, để khép lại trải nghiệm này, Tâm Đinh đã trở thành người được lựa chọn cuối cùng. Cũng giống như toàn bộ người tham gia chương trình, Tâm rất mong đến ngày phát sóng. Tuy nhiên, một khoảng thời gian dài đã trôi qua và không nghe thấy bất cứ điều gì từ phía chương trình về thời điểm lên sóng. Chỉ đến khi thắc mắc được đưa ra từ phía Tâm Đinh, nhà đài mới có câu trả lời, nhưng nó vẫn thiếu thuyết phục. Một câu trả lời khá ngắn ngủi rằng, người chịu trách nhiệm giữ toàn bộ dữ liệu của ngày hôm đó đã gặp tai nạn và chúng tôi đã mất toàn bộ tư liệu quay. Có nghĩa rằng tập Người ấy là ai này sẽ không bao giờ được lên sóng truyền hình. Làm thế nào một ekip truyền hình chuyên nghiệp lại có thể để điều này xảy ra? Trở trêu hơn, một câu chuyện thú vị khác đã được đề cập. Theo chia sẻ của Tâm, anh đã là người thắng cuộc khi được lựa chọn ở lượt cuối cùng bởi nhân vật nữ chính là Linh Hoàng. Theo format của chương trình, cặp đôi sẽ được tặng hai chiếc điện thoại Samsung Galaxy A71 đến từ nhà tài trợ. Hình ảnh này đã xuất hiện thường xuyên ở các tập phát sóng trước. Justin Yeung, người chiến thắng trong tập 12 mùa thứ 3, cũng nhận phần thưởng ngay trên camera lúc ghi hình. Tuy nhiên, Tâm Đinh và cả người cùng chơi là Linh Hoàng đều không nhận được phần thưởng. Tâm nhấn mạnh vào một điểm rất đáng chú ý khác, đó là anh viết những dòng chia sẻ này không phải để tự PR bản thân. Điều anh muốn là đưa câu chuyện thiếu chuyên nghiệp này ra ánh sáng, kêu gọi đơn vị sản xuất chương trình hãy tôn trọng hơn những người tham gia, vì trong số đó có những người dự chương trình với cảm xúc và niềm vui thật. Bên lề những bức xúc của Tâm Đinh với Người ấy là ai, ngoài thắc mắc vì sao một chương trình chuyên nghiệp lại dễ dàng đánh mất cả một tập như vậy, người ta còn cảm thấy khó hiểu khi Tâm Đinh đã có con và bạn gái lâu năm nhưng vẫn tham dự một chương trình hẹn hò. Trên thực tế, Tâm Đinh đã từng có một người bạn gái lâu năm ở Mỹ tên Ashley. Trước đó, Tâm còn có Joe, một cô con gái đáng yêu. Tuy nhiên, đó đã là câu chuyện của quá khứ. Điều này cho thấy ngôi sao của Cần Thơ Catfish đã trở thành một người đàn ông độc thân. Tuy nhiên, anh vẫn có trách nhiệm với cô con gái Joe hiện đang sống cùng mẹ tại Mỹ. Vì vậy, việc Tâm Đinh tham dự chương trình hẹn hò Người ấy là ai hoàn toàn công khai minh bạch. Chính anh cũng thừa nhận với nữ chính rằng mình đã có một cô con gái. Ngay trên Facebook cá nhân, Tâm Đinh cũng công khai ảnh của mình chụp chung cùng Joe. Cuối cùng, Tâm Đinh cho rằng dù sao đi nữa thì đây cũng là một trải nghiệm. Anh sẽ coi nó như một bài học khác trong cuộc sống của mình mà thôi.